Quý thầy cô và tất cả các em học sinh, quý phụ huynh, chúng ta đứng lên làm lễ chào cờ. Xin trân trọng kính mời. Quý phụ huynh cùng tất cả quý thầy cô và các em học sinh thân mến, thế là một năm học nữa lại qua đi, cùng với tiếng quê kêu râm ran, những tấm phượng đỏ được báo hiệu mùa hè đã tới. Đây cũng chính là lúc nhà trường điểm lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Kính thưa quý đại biểu, năm học 2022-2023 là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến với dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trọng giới thiệu về phía thị xã, chúng tôi xin trọng giới thiệu ông Trần Quang Quang, đồn biên phòng thị xã Vĩnh Châu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt quang lên. Về phía địa phương, chúng tôi xin trọng giới thiệu ông Trịnh Tây Nha, phó bí thư đảng ủy phường 2, đề nghị chúng ta nhiệt liệt quang lên. Tất cả quý thầy cô đã diện hưu và các ban đại diện cha mẹ học đường, thầy Trần Quang Trung, phó hiệu trưởng nhà trường, thầy Thạch Ngọc Thảo, phó chủ tịch công đoàn cùng tất cả quý thầy cô và các em học sinh có mặt buổi lễ hôm nay, một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt quang lên trên. Trong giới thiệu và kính mời thầy Tăng Ngọc Thừa, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường lên thông qua diễn văn tổng kết năm học. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa ông Trần Văn Quang, đại diện đồn biên phòng thị xã Vĩnh Châu. Kính thưa ông Trịnh Tân Nga, bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân phường 2. Kính thưa quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến. Hôm nay những mái trường này
chúng ta trang trọng tổ chức lễ tổng kết, tuyên dương, khen thưởng và tri ân cho học sinh các khối năm học 2022-2023. Thay mặt cho ban hiệu giám hiệu nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường. Các em học sinh trường tiểu học 2 phường 2 của chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào, với số học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt tăng rất cao so với năm học trước. Trong các kỳ thi viết chữ đẹp của học sinh cũng như là thành tích xuất sắc cho nhà trường, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cũng rất tự hào về các em. Tôi cũng xin được cảm ơn các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh cũng như các nhà hảo tâm đã có sự quan tâm sâu sắc sau nhiều năm học dưới mái trường. Những lời phát biểu của các em đã thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ, thầy cô, những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ các em nên người. Đối với những học sinh cuối cấp, những bước tiến mới của cuộc đời. Nhưng năm học hãy chia tay các thầy cô giáo, chia tay với lớp học, sân trường, để rồi mai đây mỗi em có thể đi theo một bước hướng khác nhau về phía trước. Các em là cả một tương lai đang rộng mở. Vì tất cả những đóng góp của các em trong những năm học qua và đặc biệt cảm ơn những lời tri ân sâu sắc mà các em đã dành tặng cho thầy cô giáo. Mặc dù không còn dạy các em nữa, nhưng các thầy cô giáo luôn dõi theo từng bước chân của các em. Hy vọng tất cả các em sẽ thành công hơn trên con đường học tập và xây dựng cuộc sống sau này. Mai đây dù đi bất cứ nơi đâu, cô chúc các em học sinh có một kỷ nghỉ hè thật vui và bổ ích. Chúc các em học sinh cuối cấp có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Xin chân thành cảm ơn. Cán bộ đồn biên phòng thị xã Hồng Châu, kính thưa quý phụ huynh học sinh, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Thì bữa nay thì với sự phân công của đảng ủy, tôi được vinh dự để người ta quan hệ cho các em, để người ta tiếp xúc với môi trường mới để được thuận lợi hơn.